Xin chào các bạn, hôm nay khắc dấu Phong Vân vừa làm xong một Con dấu. con dấu pha lê trên một chiếc máy Bami T1511M có kích thước 80 x 105. Sau Ok. đây shop sẽ tiến hành đóng thử. Quá ok luôn. Các bạn ấn lực vừa đủ nhẹ nhàng. Đây. Quá nét. Ok, tiếp tục. Giờ sẽ tiến hành đóng thêm một con giấy blue. Tiếp tục đóng sang bên này. Ok. Sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta ở đây thì như trong video các bạn thấy là rất là rõ nét các bạn nhé, rất là rõ nét. Đó, có một số chỗ bị lộn xộn như này thì là trong cái quá trình mà tra mực ấy là chưa tra đều, hoặc là trong quá trình mà đóng cũng có thể là chưa đều tay các bạn nhé. Thì cái nội dung này thì các bạn sẽ cần lưu ý. Với con dấu đang sử dụng đây thì bên mình sẽ chỉnh sửa những cái nội dung đấy để mà khách hàng nhận được con dấu là tốt nhất. Đó, đây cũng là một phần lưu ý để cho các bạn khi sử dụng sẽ rút ra kinh nghiệm. Cảm ơn các bạn đã xem video này.